Chào mừng các học sinh quay trở lại với kênh Thành tố VLog Nếu đây là lần đầu tiên các em đến với kênh Thành tố VLog Thì vui lòng ủng hộ kênh Thành tố VLog Bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông Để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành tố VLog Rồi bây giờ mời các em mở sách và bài tập tiếng Việt lớp 3 Tuần 23 trang 21 Chính tả Bài tập số 1 điền vào chỗ trống A L hoặc N. Rồi ở đây các em bấm tạm dừng video và các em làm trước so sánh Sau khi làm xong các em bấm tiếp tục video và so sánh xem là mình làm có đúng hay không nha. Các em đừng quên là comment ở bên dưới là em đúng hay em sai cho thầy giáo biết nha. Rồi ở đây chúng ta sẽ hoàn thành bài tập số 1 là như sau. Điền vào chỗ trống A, à, là hoặc N chúng ta có từ thứ nhất là lao động, kèm điền là hỗn láo, béo núc ních, núc đó, điền vào chỗ trống câu b u tà út hoặc là u cả út, từ thứ nhất là ông bụt ông bụt nha chứ không phải là ông bục ông bục là sai rồi bụt gỗ bục gỗ chim cút chim cút chứ không phải là chim cúc nha hoa cúc rồi ở đây có ai sai không ai sai thì comment ở bên dưới là em sai nha ai đúng thì comment ở bên dưới này em đúng cho thầy giáo biết nha tiếp theo các em sang bài tập số 2. tìm từ ngữ chỉ hoạt động a à, chứa tiếng bắt đầu bằng là mẫu là làm việc các em nhớ là đây là những từ ngữ chỉ hoạt động nha chứa tiếng bắt đầu bằng là chứa tiếng bắt đầu bằng là. mẫu là luông chiều ở đây các em cũng bấm tạm dừng video và các em làm trước rồi nháp đi. Và đừng quên là comment trước khi các em bấm tiếp tục video nha. Rồi đầu tiên là chữ tiếng bắt đầu bằng là mẫu làm việc. Ngoài từ làm việc ra là chúng ta còn có những từ ngữ chứa tiếng bắt đầu bằng là chỉ hoạt động như la cà, làm nhảm, lạm dụng lau chùi, leo núi, năn lộn, làm bấm, vân vân, rất là nhiều. Tiếp theo là chứa tiếng bắt đầu bằng là mẫu là nuông chiều, từ ngữ chỉ hoạt động. Rồi ngoài từ nuông chiều ra chúng ta còn có những từ ngữ chỉ hoạt động, chứa tiếng bắt đầu bằng là như là nài nỉ, nạo viết, nằm ngủ, lặn tượng, nâng niu. Nuôi nấng Nấu nướng Nè nè Rồi các em có thể nghĩ ra những từ nào nữa thì các em comment ở bên dưới video nha Tiếp theo các em sang câu B Những từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng có vần Út U tà út, mẫu là chút bỏ. U cà úc, mẫu là lục loại. Rồi đầu tiên là các em tìm những từ ngữ chỉ hoạt động chứa tiếng có vần là u tà út. Ngoài từ chút bỏ ra, chúng ta còn có những từ như là mút kem, sút bóng, hút thuốc, rút tiền, đút cơm, đút túi, vân vân. Tiếp theo là những từ ngữ chỉ hoạt động, chứa tiếng có vần là U cả Úc, mẫu là lục loại. Ngoài từ lục loại là chúng ta còn có những từ ngữ chỉ hoạt động, chứa tiếng có vần U cả Úc. Rồi như là sục xạo, hục hạc, múc nước, chui rúc, đúc son, đúc đồng, đúc gan, vân vân rồi như vậy là video hôm nay xin được kết thúc ở đây. Cảm ơn các em đã dành thời gian để theo dõi video. Và đừng quên ủng hộ kênh Thành Đô Vlog bằng cách nhấn vào nút đăng ký và bấm chuông nếu em chưa đăng ký, chưa bấm chuông để nhận được những video mới nhất từ kênh Thành Đô Vlog. Đừng quên chia sẻ kênh Thành Đô Vlog, chia sẻ video của kênh Thành Đô Vlog cho bạn bè của các em cùng xem. Như vậy là các em sẽ tạo thêm động lực cho kênh Thành Đô Vlog sản xuất ra nhiều video hữu ích hơn chia sẻ với các em. Rồi xin chào và hẹn gặp lại các em trong các video tiếp theo. Chúc em học tốt.